Xin chào toàn thể quý cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Và hôm nay thì vườn mai của chị Hà có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cây mai ghép gốc nhớt, hàng ghép 3 mùa, 2-3 mùa liền cốt, cụ đế đẹp cho cô chú anh chị mình mua về chơi Tết năm 2024 cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào mình ủng hộ cho vườn của chị Hà nha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha, mình vào gặp luôn bà chủ chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi chào bà chủ ơi. Dạ rồi, em xin kính chào quý cô chú bác anh chị em mình gần xa nha. Hôm nay trở lại kênh em cũng giao lưu một số mai đây để anh chị em mình chơi Tết 2024 nha. Và cái này em cũng xin nói tiếp với clip trước là mã số 11C ha. Rồi. Dạ là một cây cúc phụng hoàng nha. Rồi, cái này ghép đế gồng luôn cô chú anh chị, gồng 3 lượng cái củ nở nè cô chú anh chị. Đó. Rồi, thông số luôn bà chú ơi. Rồi, cây này là hoành được 6. Rồi. Chiều cao của cây là được 58. Tán ngang của cây là được 68. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu 350 nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo mã số 12C. Rồi. 12C cũng là một cây phụng hoàng luôn nha. Rồi mấy cây phụng hoàng này đa phần đều ghép đế con rồng ha, 3 lượng, 4 lượng rất là đẹp nha. Đế rồng mà nó sắp liền hết rồi. 1 2 3 4 lượng luôn cô chú anh chị, gồng 4 lượng nha, rất là đẹp ha. Rồi thông số luôn bà chủ ơi. Rồi cây này thì hoành được gần 7 nha. Rồi. Rồi chiều cao là 60. Tán ngang là 50. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu cũng 350 luôn nha. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 13C. Cũng là một cây cúc phụng hoàng luôn nha. Này gồng bò này dạ, được 4 lượng. Rồi, 4 lượng của chú anh chị lượng. Ha. Rồi, thông số luôn mà chú ơi. Rồi cây này hoành được 6 nha. Rồi. Chiều cao được 66. Tán ngang được 37. Rồi. Rồi cái này em giao lưu cũng 350 luôn nha. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 14C. Ồ 14C. Rồi. 14C. Cây thọ hương. Rồi một cây cúc một cây cúc chùm cúc vạn thọ ha. Một cây cúc vạn thọ. Rồi. Cụ đá nè cô chú anh chị ha. Rồi thông số luôn bà chủ ơi. Cúc vạn thọ nha cô chú anh chị. Bông 50 70 cánh ha. Cây tàn khá luôn cô chú anh chị. Rồi thông số. Rồi cây này là hoành được 7. Rồi. Rồi chiều cao 49. Rồi tán ngang 43. Rồi. Rồi cây này em giao lưu 250 nha. Rồi cây. Okay. Rồi tiếp theo cây mã số 15C. Là rồi. Một cây cúc bi. Cây này ghép liền cốt củ đế đẹp nha cô chú anh chị, nguyên củ nè. Củ dưới này mình nâng cái đế lên ha. Nguyên củ nằm dưới rất là đẹp nha cô chú anh chị, lò xo nè. Con ốc luôn ha, hai mối nè cô chú anh chị ha. Rồi tàn khá luôn cô chú anh chị. Rồi cây này hoành được 6,5 nha. Rồi. Rồi cao là 66. Rồi tán ngang là được 42. Rồi. Rồi cây này em giao lưu cũng 250 luôn nha. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 10 16C. Thấy không? 16C là một cây siêu bông Sài Gòn nha. Rồi. Này tàn khá luôn cô chú anh chị ha. Cụ đế có luôn cô chú anh chị, nguyên cũ nè. Rồi thông số luôn bà chủ ơi. Rồi cây này hoành được cũng 7 luôn. Rồi. Rồi chiều cao là 62. Tán ngang là được 56. Rồi. Rồi cái này em giao lưu cũng 250 luôn nha. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 17C. Rồi. 17C là một cây thọ hương nha. Rồi. Cây này tàn cũng khá luôn cô chú anh chị mình. Rồi, liều cốt cô chú anh chị. Rồi, cái này thì hoành nó bằng ngón tay mình ha. Rồi. Rồi, chiều cao của cây là được 46. Rồi.
Rồi tán ngang là được 49. Rồi. Rồi cây này em giao lưu 200.000. Đổi cây luôn. Rồi mã số 18C. Rồi tiếp theo là mã số 18C. Là một cái cúc khủng hoảng ha. Rồi cây này ghép đế gồng luôn cô chú anh chị ha. Này được 3 lượng luôn cô chú anh chị nè. Đế gồng ha. Năm tới năm gồng mình muôn rồng gì mình chơi nha cô chú anh chị. Đó, cây già nè cô chú anh chị, lên nó nút nụ quá hết trơn cô chú anh chị ha. Rất là đẹp ha. Cây tàn khá nha. Rồi cho không số luôn bà chủ ơi. Rồi cây này hoành được 6. Rồi. Rồi chiều cao được 52. Tán ngang được 47. Rồi. Rồi cây này em giao lưu 300 nha. Trời ơi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 19C. Rồi. Rồi 19C một cây cúc vạn thọ luôn ha. Một cây cúc vạn thọ luôn ha. Cũ nè cô chú anh chị, nguyên cũ luôn ha. Đó. Gốc nhớt ha, bự bằng tay út, hơn tay út bằng tay tỏ luôn cô chú anh chị, không xấu luôn bà chủ ơi. Rồi cái này hoành được 5. Rồi. Rồi chiều cao rồi được 57. Tán ngang là 49. Rồi. Rồi cái này em giao lưu 250 nha. Đợi cây. Okay. Rồi tiếp theo mã số 20C. Mã số 20. Nhiều thôi ha. Rồi. À, 20 cũng là mã số cuối clip của em luôn nha. Rồi. Rồi là một cây thanh mai. Cây này tàn khá luôn cô chú anh chị ha. Cũ đế có luôn. Nguyên cũ nè cô chú anh chị ha. Góc nhớt liền cốt. Không xấu luôn bà chú ơi. Rồi cái đó thân nó cũng bằng ngón tay mình ha. Rồi hoành cỡ 4 ha. Rồi cao là được 56. Rồi hoành cỡ 45 nha cô chú anh chị. Rồi tán ngang là được 39. Rồi. Rồi cái này em giao lưu 250 luôn nha. Rồi cái này cuối clip. Rồi cái này cũng là cây cuối clip luôn ha. Thì em cũng xin cho số điện thoại là 0398932309 nha. Rồi. Đó cũng là số Zalo của em luôn ha. Rồi. Thì em cũng kính mong được sự ủng hộ của quý cô chú bác anh chị em mình nha. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Hà cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho chị Hà trong các clip trước cũng như là clip này. Cảm ơn cô chú anh chị mình vào xem được cái nào ủng hộ cho vườn của chị Hà nha. Em xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ạ.